Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tin học thật là đơn giản. Ở trong bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái câu lệnh rất là hay ở trong Git, đó chính là câu lệnh Git Task. Với các cái dự án mà triển khai thực tế thì thường là chắc chắn là sẽ sử dụng cái câu lệnh này. Mình sẽ ví dụ để cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ khi mà các bạn làm việc trên một cái nhánh master đi đúng không? Thì khi mà các bạn làm việc trên một cái nhánh master như vậy thì các bạn sẽ phải có rất là nhiều các cái commit code và mật code lên đó. Thì với một cái commit code lên đó, nếu như mà mình không gắn cho nó một cái giá trị gì đó để mình nhận biết, thì khi mà có rất là nhiều các cái commit và có rất là nhiều các cái delete lên cái nhánh master này, thì mình sẽ không nhận biết được ra là cái commit này dùng để làm gì, commit này dùng để làm gì. Tất nhiên trong các cái phần comment lên một cái commit thì mình cũng đã có comment, nhưng nó sẽ không rõ ràng bằng task. Chính vì vậy cái task nó sinh ra để nó quản lý cho bạn cái history của cái commit. Thì khi mà các bạn vào một cái nhánh, các bạn sẽ list ra các cái task, thì các bạn sẽ biết được là cái commit này sinh ra với tác dụng gì. Ví dụ hôm nay mình delete chức năng là login đi chẳng hạn, thì mình sẽ gắn cho nó một cái task là task version login chẳng hạn. Thì sau này khi mà các bạn nhìn lại, các bạn sẽ biết được là cái commit này nó sinh ra với tác dụng là để delete một cái chức năng là login. Hoặc là cần thiết thì các bạn có thể quay lại cái version chính cái task đó để bạn có thể làm các cái thao tác sửa hay gì đó. À, tùy bạn. Rồi nói đến đây thì các bạn cũng đã hiểu được tác dụng của task rồi đúng không? Mình sẽ đi vào thực hành các bài lab này. Rồi mình có chuẩn bị lý thuyết ở đây. Đây thì Git là gì thì mình cũng đã nói rồi. Mục đích là nó sẽ quản lý các cái history mà bạn đã commit lên một cái branch, hoặc là bạn có thể quay lại một cái task version nếu như cần thiết. Rồi đầu tiên là mình sẽ đi vào các cái comment của nó. Câu lệnh đầu tiên là câu lệnh tạo một task đúng không? Ví dụ mình sẽ tạo ra một cái dự án đi. Ví dụ mình sẽ tạo ra một cái dự án là project, ví dụ như là tin học hoặc là đơn giản đi chẳng hạn, website chẳng hạn. Rồi, ở trong đây mình sẽ khởi tạo một cái repository đúng không? Thì trên cái kênh của mình ấy là YouTube này, tin học thật là đơn giản. Các bạn vào danh sách phát này, thì trong đây mình đã có cái bài là dạy về Git từ cơ bản đến nâng cao và rất nhiều các cái khóa học khác, cả cả AWS rồi Docker rồi Jenkins. Mình đã dạy hết ở trên này rồi. Thì bạn nào chưa có các cái kiến thức cơ bản về Git thì các bạn lên học lại các cái kiến thức này trước khi mà các bạn vào cái bài học về Git Task này nhé. Rồi, ví dụ bây giờ mình sẽ tạo ra một file đi. A.tt. Rồi, mình sẽ git commit. Đây, ví dụ mình sẽ add này, đúng không? Mình đánh dấu cái này để chốc nữa, mình nhìn cho nó dễ. Ví dụ mình sẽ git toát này, một cái file là b.tt, toát chứ, mình tạo một file. Rồi mình lại git add, git commit. B, đúng không? Rồi mình sẽ xem lại cái lịch sử của nó. Git log trừ online là nó sẽ hiển thị ra cái log ở chế độ một line một cho mình dễ nhìn nhé. Đấy, thì nhìn vào đây đúng không? Mình sẽ biết được là ở đây mình đã add vào là A và F và B đúng không?
Ở đây mình có hai commit đúng không? Đấy, nhưng mà như này thì mình đã chưa xác định được version của nó. Chính vì vậy để xác định được cái version của commit của nó thì mình sẽ phải gắn cho nó một cái tag. Rồi để gắn một cái tag cho nó thì các bạn dùng cái câu lệnh là ở đây, trên đây mình đã chuẩn bị bài bản trên này rồi. Git tag trừ e và tên tag name đúng không? Trừ m, sau đó là comment. Thì các bạn có thể bỏ qua cái trừ m này nhé. Cái trừ m này các bạn không cần comment cũng được. Rồi ví dụ mình đánh cho nó bài bản đi. Ví dụ mình khi mà bạn đánh git tag ở cái hiện tại này mà bạn không chỉ định cho nó là git tag trên commit nào thì nó sẽ tag cho bạn ở cái commit hiện tại ở hit này nhá. Đấy, ví dụ mình git tag này. Rồi, cú pháp của nó là trừ a này. Ví dụ mình đặt cho nó là v 1.0 thì chẳng hạn. Trừ m là mình sẽ comment. Ví dụ đây là này, ví dụ mình sẽ đây là delete. Ví dụ như là login function chẳng hạn. Đây là mình sẽ delete một cái chức năng login chẳng hạn đúng không? Rồi. Trên cái commit này. Rồi, mình đã tạo task cho nó rồi thì bây giờ để kiểm tra xem có các cái task nào. Có các cái task nào thì các bạn đánh cho mình là git show này. Git task xem. Git task thì mình đã có một cái task là cái version 1 cho cái commit này đúng không? Chính cái commit này. Rồi bây giờ để kiểm tra lại cái version của cái task này nó là cái gì thì chẳng hạn thì các bạn đánh cho mình là cái lệnh git show này v1.0. Đấy, git show v1.0. Thì ở đây nó sẽ mô tả cho các bạn cái chi tiết về cái task này đúng không? Đấy, cái task này mục đích là mình dùng để delete cái chức năng login đúng không? Và cái commit ID của nó chính là cái này. Trên nhánh là nhánh master đây đúng không? Và nội dung mình từng commit chính là cái file. Đây là cái nội dung mà nó compare ra cho mình đây đúng không? Đấy thì khi mà nhìn vào cái tab này thì các bạn sẽ biết được lịch sử của cái commit này đúng không? Rồi đấy là cái câu lệnh mà tạo một tab đúng không? Rồi đến tiếp theo. Ví dụ mình sẽ tạo thêm một cái tab nữa đi. Nhìn cho nó dễ hình dung hơn đúng không? Ví dụ bây giờ mình sẽ vi một cái file A này, mình sẽ thêm vào đây đúng không? Rồi mình sẽ add lại file A này lên git commit-m. Ví dụ như là fix đúng không? Có nghĩa là mình sửa cái AAA đúng không? Rồi các bạn git history này. Đấy, thì ở đây mình hiện tại mình đang có ba commit đúng không? Và các bạn nhìn thấy cái commit này là nó đã có tab version là 1.0 đây rồi. Đấy, thì các bạn đã nhìn thấy cái version này rồi đúng không? Rồi đến bước tiếp theo. Bước tiếp theo ví dụ cái này mình cũng tạo cho nó một cái version 2 thì chẳng hạn. Thì các bạn đánh lệnh là git này tab trừ a v 1.1 chẳng hạn đúng không? Trừ m. Ví dụ như là delete fix login chẳng hạn đúng không? Rồi. Rồi các bạn đánh lại lệnh là git tab này. Đấy thì các bạn nhìn thấy chưa? Nó đã có hai version đúng không? Đấy, thì để xem chi tiết lại thì các bạn lại dùng lệnh git show thôi. Đây, xem lại log này. Đấy, thì các bạn nhìn thấy chưa? Ở cái này nó đã gắn cho mình một cái tab là v 1.1 đây rồi đúng không? Rồi đến bước tiếp theo. Bước tiếp theo là mình sẽ tiến hành đẩy các cái git tab này lên cái remote repository. Tại vì khi mà mình làm như này thì nó chỉ mới có tác dụng là ở local thôi đúng không? Ví dụ mình sẽ đẩy lên GitHub đi. Thì đầu tiên mình sẽ vào GitHub đúng không? Mình sẽ vào GitHub, mình sẽ tạo một cái repository. Ví dụ ở đây mình sẽ new một cái này. New một cái ví dụ như là tin học thật là đơn giản website chẳng hạn.
Rồi mình để public luôn. Create repository. Rồi thì để đẩy lên đúng không? Thì bước đầu tiên nó đã có cái câu comment hướng dẫn cho mình phải add cái repository hiện tại của mình lên cái nhánh lên cái repository remote nào đúng không? Các bạn copy cho mình câu lệnh này nhé. Rồi các bạn paste vào đây thôi. Paste đây. Rồi mình sẽ đánh câu git remote -v. Đấy thì nó đã fetch và boot đúng không? Thì đều là sẽ lên cái nhánh này. Thì để bây giờ mình đẩy code, đầu tiên mình sẽ đẩy code lên master đúng không? Đẩy code lên master thì mình sẽ đánh là git boot -u origin master thôi đúng không? Đây mình paste ra đây. Đây nó yêu cầu mình nhập username và password đúng không? Rồi vậy là code của mình đã được đẩy lên master một cách thành công rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ lên đây, mình reload lại mình xem này. Đấy, đấy thì đây là trên master của mình đúng không? Đã có các cái code này. Và ở đây mình có ba commit này. Đấy. Commit đây, A, B, C đây. Đây, ba cái commit mà lúc nãy mình đã thực hiện commit lên đúng không? Rồi. Rồi thì các bạn đã nhìn thấy code đã được đẩy lên master rồi đúng không? Và các bạn sang task này thì chưa có một cái task nào hết đúng không? Thì các bạn sẽ không biết được là các cái commit của mình với mục đích là gì, với version là gì đúng không? Thì mình sẽ không biết được. Thì mình sẽ đi đến cái câu lệnh tiếp theo. Đến câu lệnh tiếp theo là sẽ boot các cái task lên trên remote đúng không? Thì để boot lên thì các bạn dùng cú pháp là git boot origin này. Rồi đến cái tên cái task nhé. Còn nếu các bạn muốn đẩy hết một lần thì các bạn có thể dùng cái git boot origin trừ task này. Ví dụ đầu tiên mình sẽ đẩy cái task là version 1.0 lên trước nhé. Để xem có cái task nào thì các bạn đánh git task này. Đây ví dụ mình sẽ đẩy cái version 1.0 lên trước thì các bạn git boot origin v1.0 để xem đúng cú pháp chưa. Đây đúng không, chuẩn rồi đúng không, mình enter. Khi mà làm thực tế dự án nha thì cái câu lệnh này nó sẽ dùng thường xuyên, và thực tế là cũng nhiều bạn sẽ không biết cái câu lệnh git task là gì và các bạn không biết cách sử dụng nó. Chính vì vậy các bạn làm quản lý dự án thì các bạn phải biết cái câu lệnh này nhé. Rồi nó đẩy lên rồi đúng không? Nó đã lên một cái new task ở trên rồi. Bây giờ mình lên git trên này mình check này. Reload lại. Rồi các bạn vào branch này, rồi các bạn sang task. Đây các bạn nhìn thấy một cái task là v1.0. Đấy thì từ task này các bạn có thể bấm vào cái task này để quay lại cái commit của chính cái task này luôn. Đấy. Đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái task 1.0 này. Đây của nó đây đúng không? Và ở cái task này đến cái task version này thì nó sẽ có hai cái commit. Đấy thì các bạn vào các bạn sẽ nhìn thấy được lịch sử của cái task này một cách rõ ràng đúng không? Rồi, rất là hay đúng không? Đấy, có thể nhìn vào đây, ví dụ hôm nay mình delete chức năng login. Đấy thì mình sẽ vào đây mình biết là cái version 1 này đúng không? Mình delete cái gì thì mình vào đây mình sẽ nhìn được chi tiết của nó ở đây. Rồi đến cái câu lệnh tiếp theo là git boot origin task. Ví dụ bây giờ mình muốn boot một phát mà lên tất cả các task đi thì thay vì đánh từng lệnh này thì mình chỉ cần phang cái câu lệnh này vào thôi, thì có bao nhiêu cái task ở local thì nó cũng sẽ đẩy lên hết. Rồi tại vì mình còn một task là 1.1 thôi đúng không, nên nó sẽ đẩy cái task này lên thôi. Rồi thì mình sẽ lên đây để mình check đúng không? Mình sẽ reload lại này.
Lộn lại. Đầu tiên các bạn quay về đây, các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy có hai cái tab là V1.0 và V1.1. Thì các bạn có thể quay lại các cái tab mà các bạn muốn. Đấy, ví dụ ở tab V1.1 này thì nó có 3 commit đúng không? Rất là clear đúng không? Thì mình chú ý với các bạn một điều là khi mà các bạn đã tạo ra tab rồi thì các bạn không nên thay đổi nó, vì nó là version đúng không? Các bạn có thể xóa được tab, đi, nhưng mà thực sự mà cần thiết xóa thì các bạn mới nên xóa nhé. Còn với cái tab này thì tác dụng của nó sinh ra là để quản lý cái history và quản lý version cho các bạn, nên các bạn không nên thay đổi nó. Rồi mình sẽ quay lại xem nào. Ở đây mình liệt kê ra nhưng mà thiếu một câu lệnh là xóa tab đúng không? Mình xem cú pháp là gì nhé. Git tab này. Thực tế thì mình cũng không nhớ đâu, tại vì gần đây thì mình làm quản lý dự án là nhiều nên mình cũng không hay code đâu. Thường các bạn code nhiều, các bạn thao tác nhiều thì các bạn mới nhớ thôi. Git tab này, delete này. Nó có delete all. Delete origin. Đây, mình có thể delete trực tiếp mà một cái tab ở trên remote luôn. Thì để delete như vậy thì các bạn dùng, nhưng mà theo mình thì nên delete ở local trước rồi boot lên thì hay hơn đúng không? Mình thử xem nha. Mình sẽ thử cái lệnh này đi. Đây, khả năng lệnh này là cái lệnh mà delete một cái tab ở local. Git show này. Git tab chứ. Ví dụ mình delete cái tab là V1.1 này đi chẳng hạn. Thì mình sẽ có lệnh là V1.1 đúng không? Rồi, nó đã delete rồi. Bây giờ mình kiểm tra lại này. Git tab mất rồi đúng không? Thì delete rồi thì mình cũng phải delete cả ở trên remote nữa. Thì delete ở trên cái remote thì mình sẽ dùng cái lệnh này. Đây, V1.0. Rồi bây giờ mình lên trên đây mình check lại xem cái V1.0 ông ấy đã xóa mất chưa đúng không? Mất 1.0 rồi đúng không? Chứng tỏ đấy là mình đã xóa thành công rồi. Rồi mình sẽ đi tiếp theo. Ví dụ bây giờ mình muốn quay lại một cái task đi chẳng hạn đúng không? Ví dụ mình muốn quay lại một cái task. Thì khi quay lại thì các bạn nên check out nó ra một cái branch mới nhé. Thì khi sau khi mà các bạn làm việc với cái branch mới đấy xong thì các bạn lại mở lại lên cái branch mà các bạn muốn sửa nhé. Mình sẽ đi một cái câu lệnh này trước đi, trước khi mà làm tới cái câu lệnh git check out ra một cái branch từ một cái tab. Đó là ví dụ những cái commit mà history rồi, ví dụ những cái commit mà đã ở trong lịch sử rồi chẳng hạn, ví dụ các cái commit trước đó mà không phải là cái commit hiện tại, thì mình gắn tab cho nó bằng cách nào? Thì để gắn tab cho nó thì các bạn dùng cái commit, dùng cái câu lệnh này nhé. Đây ví dụ mình làm ví dụ đi. Ví dụ mình git log này. Đây, ví dụ như là ở đây mình có 3 cái commit như này. Ví dụ bây giờ mình muốn gắn tab cho cái commit này đi chẳng hạn. Vậy thì gắn bằng cách nào? Thì các bạn dùng luôn cái câu lệnh là đây, câu lệnh này. Copy nhé. Rồi, ở đây, paste vào đây. Rồi, ví dụ mình tab name. Tab name, ví dụ đây là mình đặt cho nó một cái tab là V một V0.1 đi chẳng hạn.
đúng không? Ví dụ nha bạn, đây, comment là, comment là, ví dụ như là initial, có nghĩa là lần đầu tiên mình khởi tạo cái master đúng không? Rồi đến cái commit h chính là các bạn gắn tag cái commit nào, đây chính là cái commit này, thì các bạn copy cái id này nhá, cái h id này các bạn copy này, paste vào đây, enter. Rồi bây giờ mình check xem là nó đã tạo ra được cái git tag trừ v 0.1 lần xưa đúng không, thì mình sẽ git git tag đúng không. Đấy, các bạn đã thấy nó tạo ra cho mình một cái tag là 0.1 chưa? Đây nó tạo ra rồi đúng không? Đấy. Thì để muốn đẩy lên trên kia thì các bạn lại đánh cho mình là git boot origin đẩy lên gì mode đúng không? V0.1. Tại vì khi mà các bạn tạo ra thì nó chỉ mới có tác dụng là local thôi. Nên là mình sẽ phải đẩy nó lên gì mode để quản lý đúng không? Đây, mình lại lên gì mode đây, mình quản lý này. Mình check xem là cái ông 0.1 ống được tạo ra chưa. Tag này. Đây, ra rồi đúng không? Bấm vào ông xem là đấy, ở cái tag này chỉ một có một commit thôi. Đây. Có số lượng là commit là một commit. Tại vì mình mới tạo ra. Ok được rồi. Tại vì mình mới tạo ra một cái này thôi đúng không? Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là mình có một cái commit ở đây, một cái tag 0.1 ở đây rồi. Rồi mình sẽ đi lại cái câu lệnh tiếp theo. Đi cái câu lệnh tiếp theo là history này. History mình vừa làm rồi đúng không? Thừa câu lệnh này. Hit solid tag thì mình cũng đã làm rồi đúng không? Confirm special tag thì mình cũng đã làm rồi, có nghĩa là mình sâu lại nội dung của một cái tag thôi đúng không? Mình sẽ còn cái câu lệnh là tạo ra một cái branch từ một cái tag. Ví dụ bây giờ cái này nó sẽ ra đây, git log này. Ví dụ bây giờ ở trên cái tag của cái version là 1.0 này. Bây giờ mình phát hiện ra mình sai sót một cái gì đó mà mình lại không muốn làm từ cái nhánh mới nhất này chẳng hạn. Thì các bạn có thể check out cái nhánh này ra. Nhưng mà thực tế các bạn check out cái này ra mà các bạn làm nó cũng sẽ rất là nguy hiểm nhé. Thì các bạn khi mà các bạn muốn mở code về lại cái nhánh mới nhất này thì các bạn lại phải sửa conflict các thứ. Thì để sửa các cái conflict thì các bạn xem lại các cái bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi nhé. Và khi mà đã làm việc lại với history thì nó cực kỳ là nguy hiểm. Nếu các bạn mà không thành thạo về các câu lệnh trong hit, các bạn có thể mất hết code. Nên là các bạn khi thao tác với các cái câu lệnh mà trong lịch sử như thế này thì các bạn phải rất là cẩn thận nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái nhánh mới đúng không? Đây thôi, ví dụ mình tạo ra một cái nhánh mới từ... Oh, sorry các bạn. Đây, ví dụ tên nhánh mới, ví dụ mình sẽ sửa một chức năng của V1.0 này chẳng hạn. Ví dụ mình đặt là feature, mình tạo một nhánh feature là fix login chẳng hạn đúng không? Rồi, và mình tạo ra nó từ nhánh là tag là V1.0 này. Mình enter nhé. Rồi, vậy là nó sẽ copy cái nhánh này thành một cái nhánh mới cho mình. Các bạn đánh lệnh git branch này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó có một cái nhánh này chưa? Đấy thì các bạn thấy rất là hay đúng không? Mình có thể check out về cái nhánh này. Mình xem là cái nhánh này mình có các cái code gì như nào. Đấy, hoặc là mình có thể sửa code từ cái nhánh này. Nhưng mà khi sửa xong thì các bạn nhớ sửa lại các cái conflict với cái nhánh hiện tại này thì các bạn mới được mật code lại vào đây đúng không? Rồi, cái bước này thì các bạn sẽ học lại ở các cái bài trước nhé. Các bạn học lại các cái bài trước để các bạn biết các cái thao tác với sửa conflict và với mật code. Ok, trên đây là cái bài hướng dẫn của mình về cái câu lệnh git tag này. Câu lệnh này nó rất là hay khi mà các bạn áp dụng vào các dự án thực tế để các bạn tạo ra các cái version đặc biệt là các cái nhà quản lý, các bạn làm kỹ sư cầu nối hoặc là team leader hoặc là
Project Manager thì các bạn cần phải nắm các cái câu lệnh này để các bạn quản lý lịch sử của cái dự án của các bạn. Rồi, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ủng hộ cái kênh của mình bằng cách đăng ký kênh và like và share cái kênh của mình để cho cộng đồng nhiều người biết đến và các bạn có thể nâng cao được cái khả năng về Git của mình. Ok, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.